anh em mình sẽ đứng ở canh mấy con cọc cọc bay ngang qua đây. Đó. Bay thấp này được quá. Tầm đấy vào va vào đầu vẫn xuống. Tầm nào va vào đầu sẽ xuống. Bắn cứ đây anh. Đúng rồi. Bắn cứ từ bụi cây rơi xuống đây là được. Chứ bắn rơi vào kia cũng nhạt được, cho nó ngã lại rơi thẳng xuống cái đường, can làm sao bắn cho nó rơi xuống đường này nghe cái tiếng nó mới phê này. Ôi! 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 Trời ơi! Trời ơi! Rơi rồi, đất rồi! Con vạc này phải trận gần hơn. Rồi! Headshot! Tuyệt vời! Rồi! Headshot! Gục ngã tại chỗ, con thứ hai. Xuống nhà đi. Mẹ ông ơi. Bầu diều luôn. Ngồi vậy em ngắp thẳng mà.